Sáng nay, đoàn công tác của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới WVI tại Việt Nam do ông Doseba Tuosinay, trưởng đại diện làm trưởng đoàn, đến thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Nhân dịp Tổ chức Tầm nhìn Thế giới vừa bổ nhiệm trưởng đại diện tại Việt Nam, đoàn đến thăm, chào xã giao và làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, trưởng đại diện Doseba Tuosinay cảm ơn tỉnh Hưng Yên đã phối hợp hỗ trợ triển khai chương trình dự án mà Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ trong thời gian qua và cam kết tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Các chương trình dự án ngắn hạn và dài hạn giai đoạn 2023-2028 sẽ tập trung vào lĩnh vực phòng chống những hình ảnh lao động trẻ em trong môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng, hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam cảm ơn Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ cho 3 huyện là Phù Cừ, Tiên Lữ và Kim Động, qua đó đem lại hiệu quả thiết thực cho đối tượng được thụ hưởng, nâng cao nhận thức và cải thiện đời sống của người dân trong vùng dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh. Đồng thời, đề nghị tổ chức tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong các lĩnh vực giảm thiểu biến đổi khí hậu, hỗ trợ sinh kế cho người dân, hỗ trợ về giáo dục y tế. Tỉnh Hưng Yên cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức triển khai các chương trình, dự án trong thời gian tới.